Ngày 14 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết đã có văn bản yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tài khoản của các cá nhân Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, Huỳnh Trấn Thành, tức MC Trấn Thành. C02 cho biết đang xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo. Dư luận các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020 thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu cho cơ quan điều tra như bản sao hồ sơ mở tài khoản, toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định nếu có, thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay, thông tin họ tên, địa chỉ, số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mời ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc. Đối với MC Trấn Thành, cơ quan điều tra xác định nằm trong diện cần phải rà soát. Cơ quan điều tra cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã gửi công văn đến một số tỉnh thành miền Trung nơi các nghệ sĩ này làm từ thiện, yêu cầu các cơ quan, tổ chức cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra PC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng có công văn gửi 21 quận huyện thành phố Thủ Đức đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành, ông Võ Hoàng Yên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.